Alo. Sao? Vẫn chưa chịu nhập cuộc nữa hả? Tôi đang chờ cảm hứng. Người ta nói đỉnh cao của công nghệ nó chính là cảm xúc chứ không phải là kỹ năng, hiểu không? Nhưng mà tôi nghĩ cô không hiểu gì đâu. Ok. Được rồi. Cậu muốn cảm hứng, tôi sẽ cho cậu cảm hứng. Hôm nay tất cả chúng ta áo sớm đi bao ok chứ hả? Nhưng mà xung quanh là nữ không, rồi có mình tôi nam, do đó tôi bị ăn hiếp hay sao? Ở đó mình muốn nam có nam, muốn nữ có nữ, có tiền là có tất cả. Các bạn muốn gì Linh Lê chiều. Yeah. Ok, mọi người đi trước đi, Linh Lê sẽ gửi cho mọi người định vị. Ok. Hello anh, đi ba nha. Ok. Tranh thủ mà ăn ngấm rượu rồi kìa. Thiên tài cũng là con người thôi mà. Sao rồi Mai? Báo cáo đi. Thời cơ đến rồi sếp. Rạng sáng ngày hôm nay chúng ta có thể đánh úp vào trong trụ sở của 999 Club. Đây là bản kế hoạch đánh. Sếp xem qua đi. Rồi. Chứ có ai mà xấu quá vậy? Sao chính tả tùm lum hết? Đây là chữ của một cậu bạn của em viết. Dân vi tính mà. Viết chữ không có đẹp lắm. Anh thực sự muốn biết cậu bạn này là ai. Có vẻ cậu ta có năng lực đặc biệt đó. Anh muốn gặp cậu ta. Chứ sau gì thì anh cũng sẽ gặp thôi. Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn nè. Chuyện gì? Trong đội ngũ của chúng ta có kẻ phản bội. Ai vậy? Anh có điện thoại chờ anh chút. Dạ em nghe sếp. Cậu đang ở đâu vậy? Về cơ quan đi. Dạ. Ngay bây giờ hả? Có chuyện gì không sếp? Có việc quan trọng. Về liền nha. À, dạ dạ. Nhưng mà chắc khoảng 2 tiếng nữa em mới về nha. Tại vì em đang đi đám giỗ bạn ở dưới Bình Dương. Có chuyện gì vậy anh? Anh Dũng gọi anh về đơn vị gấp. Thôi, ở chơi đi, sáng mai về. Anh không biết có chuyện gì nữa, chắc chuyện quan trọng lắm. Đúng 6:30 sáng, anh em ở phòng an ninh mạng sẽ nhận được lệnh tổng tấn công vào hệ thống của 999 Club. Tất cả anh em chỉ được hành động theo lệnh chỉ huy của tôi. Không được tác nghiệp sớm hơn hay trễ hơn. Anh em rõ chưa? Rõ. Mấu chốt của lần tấn công này nằm ở thời điểm hành động. Tất cả phải theo lệnh của chỉ huy. Mọi thứ phải diễn ra thật khớp với nhau thì khả năng phá án mới thành công được. Mọi người có thắc mắc gì không? Cứ hỏi, tôi sẽ giải thích. Tại sao chị Mai có thể chắc chắn là chúng ta sẽ đột nhập thành công vào máy chủ 999 Club? Vì cả tháng nay chúng ta đã thất bại rồi. Lần này sẽ được. Anh em cứ yên tâm. Báo cáo,
đội cảnh sát cơ động đã có mặt, xin chờ lệnh. Các đồng chí, đây là trận chiến bản lề của chuyên án này. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí phải tập trung cao độ. Chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ tốt này. Đề nghị tất cả mọi người phải tuân theo mệnh lệnh chỉ huy của đại úy Hoàng Mai. Rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Em đi nha sếp. Thành công nhé. Sao không thấy đồng chí Phong ta? Chắc là ảnh đi xa chưa có về kịp. À. Đang về nha. Có thông tin chính xác chưa? Ok, gửi định vị cho chú liền. Ok. Phong à. Sao trễ vậy? Dạ, em xin lỗi sếp, tại em ở xa cho nên về hơi trễ. Uống rượu à? Có chút. Tại hôm nay sinh nhật bạn thân cấp 3 của em, cho nên dưới biên hòa về hơi trễ. Mà sếp kêu em gấp vậy có gì không sếp? Ủa, sao lúc nãy là nói là đi đám dỗ Bình Dương, giờ lại là sinh nhật ở biên hòa? À, tại vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên là nhiều show ăn nhậu quá anh. Mệt, sáng giờ em cũng quải quá trời luôn. Nhưng mà làm nghề này á, nhậu vừa phải thôi. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Sáng sớm mai chúng ta tấn công sòng bạc 999 Club. Về rồi, tụi nó xỉn quá trời xỉn. Xong chưa? Sắp xong. Nhận hàng con quỷ địa ngục. Anh Phong về kìa. Chào mọi người nha. Chào anh Phong. Chào anh. Phòng này xịn hơn anh Phong. Hơi thôi. Anh biết chuyện gì chưa? Chúng ta sắp... Biết rồi. Cái cục sạc cũng cho mượn á. Cảm ơn. Trời ơi, nghe mùi rượu nồng nặc luôn á mà kêu hơi. Anh Phong dạo này khác quá, không giống như ngày xưa lúc nào. Thì còn chuyện gì nữa, chắc là buồn chuyện bà Mai á.
đã cấm có quỷ địa ngục vào mái chỗ. Bọn nó đâu rồi? Xỉn hết rồi. À, tao làm thấy mẹ luôn. Thằng quỷ đó ôm gái ngủ. Chuyến này tao không quánh nó, tao làm con mày. Con quái thú của mày nặng thiệt luôn á. Không nặng đâu. Từ từ. Nó làm chết mẹ luôn vậy. Mày là ôm gái, ôm hai con nữa chứ. Con chỉ hai em làm cái gì anh vậy? Trời ơi, hai em thôi. Một đứa còn không đảm bảo chất lượng mà hai em. Dạ ngủ. Đi ngủ, đi lẹ. Nhanh. Đi xuống. Nhanh. Từ từ nhỏ nhỏ thôi. Làm thấy mẹ luôn ha. Ha, sướng quá. Ôm gái à. Đang ngủ mà tự nhiên kéo ra cho ngủ. Nè, tranh thủ ngủ nha. Khi nào tôi làm xong rồi dọn. Nghe chưa? Nha. Ờ, rồi. Quá chuyện không à. Báo cáo, đội 2 đã đến điểm tập kết. Giữ nguyên vị trí, chờ lệnh của tôi. Ưu tiên giành lấy quyền kiểm soát tòa nhà này. Mấu chốt là ngăn cản họ báo động. Tôi hiểu. Nếu cần thiết, anh cứ ngắt điện toàn bộ tòa nhà này. Kiểm soát tất cả các lối ra vào và thang máy. Tòa nhà này có hai lối thoát hiểm chính. Tôi sẽ cho tổ 1 kiểm soát hai lối ra vào đó. Tổ 2 sẽ trấn giữ tòa nhà chính. Tổ 3 vòng ra phía sau bao quát xung quanh. Nhất trí. Không biết á là Hoàng Mai sẽ nhờ ai giúp chúng ta vụ này, nhưng chắc chắn phải là một người có chuyên môn cao. Anh về tới thành phố chưa? Không xong rồi. Sáng nay Lâm Dũng cho quân tập kích ở trụ sở DBC của em đó. Cái gì? Đang có một chiến dịch lớn nhắm vào công ty DBC của em đó. Nghe rõ chưa? Không thể như vậy được. Ông Dũng biết thừa cái chuyện bây giờ tấn công vào trụ sở DBC của em là một phương án rất tệ. Cho dù bây giờ ổng có tiếp cận được với mấy chủ cũng không thu thập được bất kỳ bằng chứng gì. Khi đó ổng sẽ phải chịu trách nhiệm trước ông Linh và ông Thạch. Ông Dũng thừa biết hệ thống dữ liệu của DBC sẽ tự hủy trong vòng 30 giây. Nhưng có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Bất thường? Bất thường là cái gì bất thường? Anh nói đầu đuôi cho em nghe coi. Anh không có nắm hết. Anh say quá nên anh ngủ quên. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trụ sở. Anh em đang tập trung ở đây chờ lệnh của Hoàng Mai. Hoàng Mai? Hoàng Mai thì có khả năng giải quyết gì trong chuyện này? Anh tôi không biết nữa. Nhưng em đừng chủ quan. Hãy kiểm tra lại tất cả đi. Anh cảm nhận tình hình đang rất xấu đó. Nhi đâu? Chó chết! Trời! Mày làm cái gì đó hả? Chưa, từ từ, khoan. Mình đánh, chưa có xong. Mày là ai? Tao hả? Tao là con quỷ của địa ngục. Cái quái gì vậy hả? Hôm qua tụi bay nhậu cả đêm còn tao không uống một giọt nào. Tụi bay đứa nào mạnh hơn đứa nào á. Cứ bình tĩnh đi con bánh bèo vô dụng. Hết chưa? Hey!
mày. Đứng lại đó, xong phim. Chết tiệt. Xong rồi, xong rồi. Đi lên chuồn. Rồi, xong chưa, xong chưa? Hả? Ừ, xong rồi. Rồi. Lẹ lên. Ui, đi lẹ đi. Trời ơi, đi cửa chính ông nội ơi. Quên, đi quên. Cửa chính lẹ. Ơi ơi, con chiếc xe của ai nè? Lẹ lên, lẹ lên. Quá, hơi quá. Ê, 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 xong rồi nha, xong rồi nha. Tụi tao giọt đây nha. Ok, hôm nay là ngày tàn của tôi đi web. Xuất phát. Đi. Xong, đã đột nhập vào 999.club. Nhưng hình như hệ thống bảo mật của chúng không còn hoạt động như trước. Chào rắn hổ mang. Cuối cùng tao cũng biết mày là ai rồi. Joker. Mày giỏi lắm. Chờ đó đi. Đừng giỏi. Tôi ở đây chờ mà. Ok. Một nhóm khống chế phòng quản lý, một nhóm kiểm soát lối ra vào, nhóm còn lại chặn hết tất cả các cửa thang máy. Nhanh lên. Các người đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi là lực lượng cảnh sát tới đây để khám xét toàn bộ khu vực này. Mong mọi người hãy hợp tác. Khám xét là anh đâu? Các người biết đây là đâu không? Đây là trụ sở của công ty DBC trực thuộc Cục An ninh mạng. Chúng tôi có lệnh khám xét nơi này. Vậy là anh đâu? Đưa cho tôi xem. Bắt giữ anh này lại. À, các người đang làm gì vậy? Điên à? Giám đốc, có chuyện rồi. Ôm xồm vậy hả? Còn sớm mà. Công an đang lên kiểm tra kìa giám đốc. Cái gì? Em ra ngoài coi đi. Tất cả bộ phận mềm tự hủy dữ liệu cho tôi. Lên kìa giám đốc. Cái gì vậy? Sếp đâu rồi sếp ơi? Sao vậy giám đốc? Sao cần cái gì nữa? Chạy đi. Chúng tôi là cảnh sát. Đề nghị tất cả những tay lên đầu. Không được đụng vào máy vi tính. Tất cả ra ngoài. Đồng chí, niêm phong tất cả máy vi tính. Mấy người làm gì vậy? Thời đại 4.0 rồi, sao lại còn chạy trốn như con nít vậy? Mấy người không biết đang đụng vào ai đâu. Rồi mấy người sẽ hối hận. Võ Trung Công, anh đã chính thức bị bắt. Đưa đi. Lại đó. Xin mời. Alo. Báo cáo thủ trưởng. Chiến dịch đã kết thúc. Các mũi tên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã bắt được Võ Trung Công và nhóm hacker chuyên nghiệp đi web. Tốt lắm. Tôi tự hào về đội ngũ của chúng ta. Nhưng có một vấn đề. Linh Lê đã trốn thoát được. Như vậy trong đội ngũ của chúng ta có... Giờ chuyên gia Linh Lê á, chúng ta sẽ giăng lưới sao? Làm như vậy thì đã tốt lắm rồi. Dạ.
Như vậy có nghĩa là bên bộ công an đã nắm toàn bộ dữ liệu của 999 club. Tôi mệt quá. Sao không một vấn đề mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Bây giờ nghe cho kỹ nè. Một khi á mà mấy chủ đã được kiểm soát rồi á, thì cái chuyện giải mã tất cả mọi thứ chỉ là sớm hay muộn thôi, hiểu không? Vậy là họ có thể lần ra được đường đi của dòng tiền. Dạ. Trước sau gì á cũng điều tra Đại Phú Cường bên anh. Vậy thì chúng ta phải tính đường rút lui ngay mới kịp. Để chuyển toàn bộ tài sản về Singapore thì phải ít nhất mất 10 ngày. Phải hành động hôm nay mới kịp. Anh làm cái gì mà anh hốt hoảng quá vậy? Em chỉ nói trên lý thuyết đó là vậy thôi, chứ mà thực tế thì nó sẽ khác, hiểu không? Tới nước này rồi, anh buộc phải nói thiệt với em. Từ đầu, em khẳng định là không ai có thể giỏi về công nghệ để tác động vào kế hoạch của chúng ta. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ có mấy thằng hacker ao làng đã đánh bại đội quân hùng mạnh của em rồi. Đó mới là thực tế. Anh đem đi. Anh biết cái quái gì về công nghệ mà anh nói hả? Cái thằng hacker nó đang đối đầu với tôi đó. Nó phải xếp vô cái hàng ngũ là professional. Chứ nó không phải là ao làng giống như anh đang mỉa mai đâu. Anh mới là ao làng đó. Dù nó là ai thì nó cũng đã đánh bại em rồi, hủy hoại mọi kế hoạch của chúng ta ở Việt Nam. Giờ không chuẩn bị chuyển tiền về Singapore thì đợi tới chừng nào? Em nói hoài mà anh vẫn không hiểu được vấn đề nãy giờ em nói hả? Có rất nhiều con cờ chiến lược mà mình chưa đi nữa. Ông Thạch, cục trưởng của an ninh mạng, ông Tướng Linh, mấy người đó để làm cái gì hả? Liệu rằng họ có để yên cho cái tụi trên thành phố muốn làm cái gì làm không hả? Tài sản bao nhiêu năm nay hai đứa mình tạo ra là cả ngàn tỷ. Anh không thể phó mặc cho những ông kẻ của em định đoạt được. Anh không có tin những người đó. Anh chỉ tin tiền của anh thôi. Rồi anh có tin tôi không? Trước kia thì anh rất là tin. Nhưng thực tế cho thấy là những tính toán của em quá nhiều sơ hở. Em không còn sáng suốt ở trong từng nước cờ như trước kia nữa. Chắc em tập trung tinh thần cho cái anh công an đẹp trai kia quá nên xảy ra cớ sự này. Shut up! Cô à, đói bụng chưa? Làm gì vậy? Giở trò gì hả? Giở trò gì? Vậy đi, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống húp miếng cháo gà nóng nè, ăn cho phục sức cho khỏe. Cái đùa gà này là của tao nè. Uống lộn thuốc hả? Vậy đi mày. Vậy đợi tôi tắm cái. Lẹ lên rồi đi. Anh mở miệng ra anh nói anh phải suy nghĩ kỹ nghe chưa? Không phải tất cả những thứ tôi đang làm đều là ý của anh và Daddy hả? Hả? Anh phải thừa hiểu đó là công việc, chứ đó không phải là cái chuyện yêu đương lăng nhăng ngoài kia. Anh nói vậy chẳng khác nào anh coi thường tôi. Anh không có coi thường em. Anh chỉ tin những thứ mà anh nhìn thấy. Anh hỏi thiệt, em có ngủ với hắn không? Thôi đi không. Dạ đúng rồi. Bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cái chuyện chuyển tiền về Singapore ấy, không phải là suy nghĩ rồi, nhưng nó không phải là cách xử lý duy nhất trong lúc này. Đó là số tiền lớn. Cả ngàn tỷ đầu tư vào cái tỉnh này, gần 300 tỷ trong tài khoản. Bao nhiêu năm nay tập trung làm việc mới có. Không thể không lo bác à. Trước mắt Lin Lê, xem ông Thạch ông phản ứng thế nào. Nếu như cái thằng cha cục trưởng ấy vô dụng thì chúng ta phải trực tiếp gặp Lê Linh. Lê Linh mới là con bài tẩy quan trọng nhất. Chúng ta yếu thế hơn ông ấy. Chúng ta không thể nào quyết định cuộc chơi bác à. Lê Linh rất ngại nhắc lại chuyện cách đây 23 năm về trước, và cũng là điểm yếu nhất ở hắn này đấy. Nếu chúng ta đưa cái chuyện này ra, chắc chắn Lê Linh không để bọn con chết đâu. Trong cuộc chơi này, hắn là kẻ mạnh nhất, ta là kẻ yếu hơn. Nhưng nếu ta nắm được cái điểm yếu của hắn thì ta sẽ là kẻ mạnh. Mạnh thì sống, yếu thì chết. Sống ở đâu cũng vậy thôi, thời nào cũng thế. Đó là cái điều mà băng rắn nổ mạng đã dạy cho ta. Rắn hổ mang. Ừ.
Daddy, con sực nhớ là cái thằng hacker nó đang đối đầu với con á. Cái gì? Cái nick của nó cũng là rắn hổ mang. Thì à, sao có chuyện trùng hợp vậy vậy? Thế thì xem nè. Có hình đó hả? Thằng lĩnh. Cái gì? Lĩnh? Không lẽ nó là... là cái thằng con trai của Daddy đó hả? Thoàn ơi, hậu quả này là công lao của mày đấy. À, thật là lâu có biết trước, lường trước cái chuyện này đâu. Lâu có biết là thằng lĩnh là nó phá A Hổ, bây giờ nó quay qua nó quậy tan lá công ty của cô hai luôn rồi. Không ngờ cái đứa phá con lại là con trai của Daddy. Thôi, trong lúc chờ đợi bên ông Thạch làm việc, hai đứa chúng mày đi tìm bằng được nó đi. Còn ở ngoài ngày nào ấy, nó sẽ gây hậu quả thêm ngày đó đấy. Nếu có gặp, giết được, cứ giết. Không ai biết trước được chuyện gì đâu. Cái này gọi là cuộc chiến là huynh lệ thương tàn. Gia đình của A Hổ thiệt là phức tạp quá đi. Tao làm gì có gia đình? Tao chỉ có tao và những người không may mắn dính phải tao nhá. Đây đây. Đây mày, ngồi xuống đi. Hấp dẫn chưa nè? Đó, nguyên cái lẩu gà luôn, thấy chưa? Nè, đừng có giở trò nha. Đưa đồ ăn ra trước mặt mấy thằng háu ăn á, có ngày nó cắn cho đứt tay luôn á. Tính gì đâu, ăn thì ăn đi. Trời đất ơi, còn nghi ngờ, nói sách nó mé, có thứ vô ơn. Trời, ăn được thì mới biết ơn, chứ không ăn được thì biết ơn làm gì cho nó hao phí cái bộ lòng của mình. Mà không biết nấu ăn à? Ý mày nói tao đàn bà. Đàn nào mà muốn ăn mà chả phải lăn vô bếp. Ý của tôi á là ông già vậy rồi, sao ông kêu xin về giúp việc cho khỏe. Tao không thích. Tao thích tự tay tao làm, hiểu chưa? Tao già rồi, tao phải động tay động chân để cho tao khỏe. Ngồi lâu là bị liệt, hay ho gì? Nha, ăn đi. Nè, ở trong đó còn cái đùi gà đó, ăn đi. Tao hết ghét mày rồi, mày ăn đi. Ok, tao tin ông lần này á, ăn đi bố già. Cái gì? Bố già hả? Chưa đâu con, đừng có hòng mà đổi ngôi. Mày không có cửa gọi tao bằng bố đâu. Nè, ông đừng có nghĩ là tôi có ý gì với con gái ông nha. Tôi với Mai á, tất cả mọi thứ đều trên phương diện công việc, giúp qua giúp lại vậy thôi. Ha, xong việc tôi cũng biến khỏi chỗ này, cho ông khỏi ý kiến ý cò gì hết. Sao giờ này em chưa ngủ? Sorry honey, vì những lời đã xúc phạm đến em. Không có gì đâu, em hiểu mà. Em biết là anh bỏ rất nhiều công sức cho công việc của mình, cho nên là anh nóng lòng thôi. Em nghĩ đi. Nhìn thấy em mệt mỏi quá, giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chứ đâu thể làm gì hơn. Rượu nè. Gì vậy? Rượu. Dân chơi vậy? Thì sao? Vậy mới ngon. Nhưng mà tôi uống ly súc miệng thôi nha, tại tối tôi còn nhiều việc lắm á. Ai ép mày đâu, uống được bao nhiêu á thì uống. Nam vô tử như kỳ vô phong, tủ nhập tâm cũng giống như là hổ nhập lâm. Rõ chưa? Vô. Vô. Chúc mừng vụ án của mày thành công nha. Rượu gì vậy? Đã đã. Rượu rắn. Cái này á, tao ngâm nguyên một con rắn luôn. Nguyên một hũ to. Tao chiết ra như vậy, tao để tao lạnh tao uống từ từ. Ý là rượu rắn gì mà cay dữ vậy? Rắn hổ mang. Cái gì? Rắn hổ mang luôn hả? Ừ. Nickname của tôi á, rắn hổ mang. Rắn hổ mang. Ừ. Ê, mày có hận thù gì không? Ân oán gì không mà mày đặt tên của mày là rắn hổ mang? Nè, tao nghe con Mai nó kể loáng thoáng à,
là mày đã từng giết Hụt ba mày đúng không? Ừ. Nhưng mà tại vì nó kể cứ bị giật cục cho nên tao nghe tao cũng không hiểu lắm. Mày kể lại tao coi coi. Chỉ gì đâu. Ổng đánh mẹ tôi. Xong bữa đó tôi đổ xăng lên người ổng, châm lửa đốt ổng. Xui cái là ổng chết. Đánh mẹ mày hả? Ừ. Khốn nạn. Nhưng mà thiệt ra là gì nè, ổng ghét ông ngoại của tôi. Nhưng mà cái vấn đề á là ổng lại đổ hết tất cả mọi thứ lên đầu tôi với mẹ tôi. Vô lý không? Thật khủng khiếp. Nhưng mà em cảm thấy rất là thắc mắc. Em không hiểu tại sao Teddy lại muốn em đi giết con trai của ổng. Em biết là nó đã làm ra rất nhiều thứ để ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Nhưng mà kiểu gì thì nó cũng là con trai của Daddy. Nó cũng giống như em thôi. Chuyện riêng của cha ông không kể sao mình biết được. Thôi em cố gắng ngủ đi nha. Ok, good night. Hồi ở chùa về á, tôi định đi ra thị xã để lo xong cái án của tôi. Rồi sau đó đi ra xưởng giấy để tìm hiểu chuyện ngày xưa. Ai có về tự nhiên dính vô cái vụ án vô duyên của cái ông giám thị đó. Rồi mẹ của mày đó bị thần kinh vậy hoài hả? Uống thuốc không hết à? Không hết, nhưng mà giờ là đỡ rồi. Mà nghĩ cũng hay, cũng ngộ. Ở trong cái xứ hóc bò tó vậy đó, mà lại giỏi về máy tính nữa. Tài năng khiếu thôi. Hồi đó đi học đâu chịu học môn nào đâu. Nhưng mà máy tính thì khác à. Tao nghe hồi mai nó kể, nó nói là cái tụi mà ở sòng bạc nó giỏi lắm mà. Tầm cỡ thế giới á. Vậy mà mày vẫn luộc được tụi nó hả? Nói sao ta, tụi nó giỏi thiệt, chỉ có điều là tôi giỏi hơn. Ôi bậy mày. Thôi đi, đừng có quá tự tin. Háo thắng quá không có tốt. Biết người biết ta mới là hảo hán, hiểu chưa? Nhưng mà chưa đâu. Cái con nhỏ chùm bên đó đó, nó bỏ trốn được rồi. 2-3 ngày nữa chắc chắn nó sẽ quay lại để trả đũa tôi. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không biết phải đi đâu. Chắc là phải tìm cái nhà nào đó yên tĩnh để đối phó với nó. Rồi mày tin đi đâu? Ai biết. Thì chứ bây giờ ông cho tôi có 5 ngày à. Bữa giờ tôi ở đây hết 3 ngày rồi, còn 2 ngày nữa tôi không đi. Chứ ông lấy chỗ trà ông quét tôi ra đường luôn quá. Đuổi như đuổi tà vậy á. Nhưng mà bây giờ tao cho mày ở thêm vài bữa nữa là được không? Tao nói thiệt mà. Mày cứ ở thêm đây đi. Ở tới chừng nào cũng được. Chừng này mày muốn đi thì mày cứ đi. Chứ tao nói thật, mày ở đây 2 ngày nay tự nhiên thấy nó cũng vui vui. Tao chọc, tao ghẹo, tao chửi, úng trời dậy đất. Cảm thấy cái nhà này nó ấm áp lắm. Tao không có buồn, vui hơn nhiều. Ở lại đi đi. Hả? Tao không có đuổi đâu, tao nói thiệt đó. Ông kêu tụi mày ở á. Tao không có đuổi nữa đâu. Có trách không? Có trách nhiệm với lời nói mình nha. Chứ không phải dăm bữa nửa tháng rồi đổi ý rồi đuổi tôi đi đi à. Mày quân tử nhất môn. Tao thề với mày. Thôi 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 thôi. Thằng nào mà đuổi. Khỏi, khỏi thầy đọc đi ba. Ba cái đầu mày chứ ba. Thì cũng tại ông. Ông á, cấm cản tôi với Mai kịch liệt luôn á. Mà tôi cũng nói cho ông hiểu. Đừng lo chuyện đó. Tôi với Mai, tôi không dám mơ cái giấc mơ hảo quyền ở đâu. Tôi với Mai có cách biệt quá lớn. Tôi là một cái thằng đầu đường xó chợ cù bơ cù bất. Còn người ta là đại quý công an lận đó. Tôi không dám cố gắng nhiều đâu. Cố quá sợ quá cố luôn. Sợ mà bị quan vậy con? Tự tin lên chứ. Hả? Trời đất ơi, tương lai mà đâu có ai đoán trước được chữ nhờ, đúng không?
Sao mày không nghĩ là sẽ có một ngày nào đó một cái thằng thiên tài như mày sẽ đổi đời? Biết đâu rồi mày sẽ giàu có rồi sao? Lúc đó hả? Hả? Lúc đó đó thì đại tá hay bà đại quý gì nhìn mày cũng sẽ đầy ngưỡng mộ kính nể hết. Hả? Tôi không biết nói làm sao, nhưng mà tôi nghĩ là bắt người ta tin vô cái điều mà không chắc mình có thể làm được hay không, nó tàn nhẫn với người ta lắm. Cho nên là tôi quyết định không tiến sâu, tiến xa. Với lại rồi đến một ngày nào đó tôi cũng phải đi thôi, chứ làm sao ăn nhờ ở đậu về hoài được. Tôi luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng dấn thân vô giang hồ. Cậu Phong, sao về khuya quá vậy cậu Phong? Trời ơi, làm nghề công an cực khổ lắm á, đi sớm về khuya không á. Trời ơi, đâu phải ai cũng vậy đâu bà. Cái mà loại đàng hoàng thì dân người ta thương. Bà, sao giờ này bà chưa ngủ nữa? Bà chờ con, bà thức. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Ba, con đã gây ra tội lỗi lớn rồi ba. Coi bộ bác cũng thích xem phim truyền hình quá ha. Thằng đó nó ác quá, nó dám đốt nhà người ta luôn kìa. Ba ăn trái cây đi rồi xem phim tiếp nha. Thời gian ở đây bác thấy làm sao? Có bình yên không? Với lại bệnh tình nó có đỡ hơn không? Có ông già lựu đạn thấy sợ nữa, nhưng mà cũng quen rồi. Ngày xưa cũng vậy. Ủa, bác nói ai? Thì ông già đó, mà không biết nữa, chắc chết rồi. Bác, chuyện gì mà bác cảm thấy không vui á, bác đừng có nghĩ nữa. Nghĩ chi cho nhức đầu. Ê ê, mày chuyện đỉnh con tao không? Hả? Tao gả nó cho mày. Tuy con của tao á, nó hơi nhỏ tuổi hơn mày một tí, nhưng mà gái già như mày hả, lấy con trai của tao còn nhỏ tuổi vậy là giống như chuột xa hủ nết rồi còn gì. Thiên hạ cầu không được ước không thấy đó. Phải luôn. Mà con hỏi thiệt bác nha, bác điên thiệt hay bác giả điên vậy? Điên. Ừ. Điên. Sao lại nói công chúa bị điên? Đi đi, ông già bắn chết nó. Đi 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 đi. Nói chuyện về Lĩnh thì chẳng thấy điên chút nào. Đúng là dù gì thì gì, với người mẹ thì có đứa con ngoan giỏi là một sự chữa lành. Được sự phê chuẩn của Bộ trưởng, tôi đã quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số H0912. Tất cả các đồng chí có mặt ở đây sẽ là thành viên chính thức của ban chuyên án này. Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí. Vụ án sòng bạc 999 Club đã đi hết giai đoạn 1. Chúng ta đã bắt được giám đốc điều hành của sòng bạc ảo của công ty DBC là Võ Trung Công, đồng thời tịch thu toàn bộ tất cả các thiết bị máy móc và bắt tạm giam 23 chuyên viên công nghệ cao hoạt động bất hợp pháp phục vụ cho công tác bảo mật của sòng bạc 999 Club. Chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 của chuyên án này với tiền liệu là hết sức phức tạp và căng thẳng. Tổ chức đứng sau vụ án này có thể là những nhân vật có mối quan hệ rất rộng và có chức vụ cao. Họ là những chuyên gia công nghệ tầm cỡ, mà cũng có thể là các đồng chí cấp trên của chúng ta. Đó là một thử thách rất lớn, không dễ vượt qua. Tất cả là tại thằng Thắng Hùng An. Tất cả là tại thằng Thắng Hùng An. Về phe ông Dũng chơi em, về phe ông Dũng chơi em. Tụi nó cài người vụ đi quét, tụi nó cài người vụ đi quét. Em không có biết. Em không có biết. Anh trả lời cho tôi biết, anh giữ vai trò gì trong công ty công nghệ DBC? Thì làm công ăn lương thôi. Đã có 13 người khai rằng chính anh là người đã tuyển chọn họ vào trong vị trí đại lý cấp 1 của sòng bài 999 Club. Anh có xác nhận điều này không? Tôi không có xác nhận cái gì hết á.
Mà mấy người đừng có mất thời gian cho con cái bé tí này nữa. Tôi nhỏ lắm, không có đủ nhét cái răng đâu, hiểu không? Anh Công, anh cần phải hiểu rõ điều này. Một khi chúng tôi đã bắt được anh vào đây, tức là chúng tôi đang nắm trong tay những bằng chứng có thể truy tố anh. Tội danh tổ chức đánh bạc của anh thì chắc chắn tòa án sẽ xử. Nếu anh thành thật khai báo, có khả năng chúng tôi sẽ giúp anh giảm được tội nhẹ hơn. Anh đừng có hy vọng là anh sẽ thoát được tội này. Nếu mà ở tù kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ được thì cũng đáng lắm chứ, phải không? Anh nghĩ cha mẹ anh sẽ vui vẻ nhận lấy số tiền bất hợp pháp đó của anh hay sao? Anh có muốn gặp cha mẹ của anh không? Mấy người đừng có dở cái trò cũ rích đó nữa. Đừng tưởng bắt được tôi là mấy người có thể phá sập cái sòng bạc đó. Mấy người đừng đụng vô ổ kêu lửa đó. Ngu quá. Phải nói là rất ngu. Đề nghị anh nói chuyện đàng hoàng. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cha mẹ già của anh đang ở quê mà khuyên anh chân thành như vậy thôi. Anh hãy suy nghĩ thật là kỹ. Tôi muốn anh trả lời cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Linh Lê đã yêu cầu các anh làm những gì ở trong sòng bạc đó? Câu hỏi thứ hai, toàn bộ số tiền mà các anh thu được, các anh quản lý nó như thế nào? Xin lỗi nha, tôi không có khả năng nói chuyện đàng hoàng, cho nên chấm dứt. Ok. Tải xuống hết chưa? Đang tải chắc gần xong rồi, đợi tao một chút. Bà Nhi đâu rồi? Mày hay không? Nó ngủ cả ngày tụi mày không nhận hay thiệt. Hôm qua mày làm quá cái gì? Cho nên tao đâu có dám kêu nó vậy đâu. Để cho nó ngủ dưỡng sức, tối làm tiếp. Vừa phải đó cha nội. Rồi, ê, mày gửi tao mấy này là gì? Bây giờ mày gửi cho tao điều tra cả ngàn tỷ. Mày gan vậy? Nè, đây nè, có muối đồ nè, vừa làm vừa ăn nha. Cảm ơn. Cho nó đỡ buồn nghe không? Cảm ơn ông già. Ừ. Ăn đi. Ui, ai vậy? Ba của Mai á. Ai vậy? Đứa nào đép nhép gì trong đó vậy? Coi. Chào đó, bạn tôi, ông này tình sinh. Rồi nó cần. Xung quanh bè mày cái thằng như cái mặt như ngay trận. Cái mặt nó loan lỗ đốt đốt, nhìn nó như chó đốt vậy. Ông này bạch mạng. Trời ơi, nhìn mặt con láo với con hiền queo rồi bác ơi. Bác không tin á, bác hỏi thằng Lĩnh coi. Coi ai láo mà có suốt ngày làm công quả công không vậy không? Không ai gì hết trơn á. Rồi, được rồi. Tốt, mà khùng. Đứa nào vậy? Đứa nào nói hả? Đứa nào nói chồng tao khùng? Hả? Đứa nào á? Gì? Tôi rồi chứ ai qua đây đập tôi nè. Ai nữa, con nhỏ nào nhép cái miệng giọng nữa vậy? Bạn Nhi và ông Sinh. Thì ra là chú hả? Chú là tôi còn tha đó nha. Chứ người khác là tôi không có bỏ qua rồi đó. Nhưng mà không nha, tôi có nghe cái tiếng người khác lại nhảy á. Đứa nào dám nói dám làm bước ra. Mày nhìn rõ cái mặt tao chưa? Tao kêu nè. Mày qua đây mày chết cha mày như tao giờ đó. Mày ngon hả? Kêu con luôn. Trời đất ơi, dám kêu chồng tôi á là thằng khùng này thằng khùng nọ, rồi giờ kêu tôi bằng con hả? Bà nội, nè bước ra tôi chơi khô máu với ông luôn. Chơi chơi anh không là ba của bà công an đó. Chơi đi, ngon vô chơi đi. Chồng đi ngủ mặt đi, ngủ không mặt bà công an. Sao đi rửa mặt giùm cái đi, chứ ở đâu cái gì chưa tỉnh ngủ hả? Trời ơi, ta định ngủ rồi đó. Vô nói mày thằng bạn. Thôi quê rồi, được đâu. Không á, tôi dặn ông rồi đó nha. Dặn gì? Tối ông làm ơn không để cho tôi ngủ vậy. Biết đứa nào đòi à? Ai rồi hả? Ông khiều tôi. Ông khiều thì tôi chích, ông khích thì tôi chịu gì đúng không? À, không có bừa bãi nghe chưa, bừa bãi hôm qua là có bầu rồi, đứa nào. Đang nói chuyện luôn á. Coi như nãy giờ chưa nghe gì hết nha. Thôi đi nha, quê. Không cần quan tâm tụi con nha. Dạ. Trời đất ơi, mày chơi với cái đám bạn gì đâu mà trời ơi âm binh cô hồn vậy. Nhìn hai cái đứa này như là quỷ ma đó, y như quỷ đói vậy à. Trời đất ơi, tụi này làm được tích sự vậy. Nghe chưa? Nói vậy thôi, chứ mấy người này giỏi lắm á, giỏi hơn tôi luôn á. Trời ơi, cái tụi này nó khùng điên chứ giỏi cái gì mà giỏi. Thì thôi,
mày làm việc gì làm việc đi. Nè, hết rồi xuống dưới tao còn dưới nhiều lắm. Chứ tao ngồi đây hư nữa mất công tao đánh lộn với hai cái đứa này cho tụi bay khỏi làm việc luôn à. Tao đi về, tao đi xuống nghe không? Nghe không? Cảm ơn nha. Rồi, có ai còn sống không? Lên làm việc tiếp coi. Tình hình bây giờ là tên Công không chịu khai bất cứ cái gì. Bởi vì hắn ta rất tự tin là hắn ta sẽ thoát tội. Cũng may là nhân viên ở DBC đã khai cho chúng ta một chút thông tin. Gần Linh Lê là người quản lý tất cả về hệ thống kỹ thuật và nhân sự. Còn Võ Trung Công chỉ tuyển dụng đại lý cấp 1. Và hắn chuyển tiền game cho các con bạc. Hắn không phải là nhân vật chủ chốt. Tiến độ giải mã dữ liệu đến đâu rồi Tuấn? Thật ra giải mã không khó, nhưng mà dữ liệu rất là nhiều. Ít nhất là cần phải ở trên dưới 10 ngày mới có thể giải quyết xong đó sếp. Quan trọng bây giờ là phải tập trung điều tra hướng đi dòng tiền của sòng bạc này đi đâu, để xem bọn chúng xử lý hàng nghìn tỷ đồng như thế nào. Đây là nhiệm vụ trọng điểm mà phòng an ninh mạng tụi em phải xử lý. Dạ, em hiểu rồi sếp. Có thông tin mới gì về Linh Lê chưa? Dạ thưa, bên nhóm hacker đi web không có thông tin gì của Linh Lê. Có khả năng là cô ta đã trốn ra nước ngoài. Tôi đề nghị nên phát lệnh truy nã cô ta gấp. Được rồi, tôi sẽ ra quyết định truy nã Linh Lê. Con người này cực kỳ tài giỏi, không dễ đối phó. Thôi, mọi người về làm việc khẩn trương lên đi. Dạ, dạ sếp. Mai ở lại, chúng ta bàn thêm công chuyện. Dạ. Cậu hacker bí ẩn của em bây giờ sao rồi? Cậu ta đang ở xa, tụi em chỉ trao đổi qua mạng thôi. Cậu ta tên gì? Dạ tên Lĩnh. Anh muốn gặp cậu thanh niên này, em sắp xếp cho anh gặp đi. Cái này chắc em phải hỏi ý kiến cậu ta. Cái cậu này tính tình cũng thất thường lắm. Chuyên án này còn rất dài. Lĩnh sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta phá án. Anh nhờ em thuyết phục cậu ta làm cách nào đó để Lĩnh hiểu được rằng tài năng của cậu ấy là một món quà quý. Nhưng mà tài năng đó phải đi song hành với cùng trách nhiệm, phục vụ chính nghĩa thì món quà đó mới có ý nghĩa lớn lao được. Dạ, em sẽ cố gắng thuyết phục. Vào đi. Chào anh Dũng. Chào anh Thạch. Anh tìm tôi hả? Thấy anh họp hành nhiều quá, chắc bụng đói rồi. Tôi tới đây để mời anh đi ăn cơm trưa. Tao với má mày, khổ gì mày, mày có biết điều đó không? Trời ơi, bà lên đây làm gì? Bà đi về nhà đi. Con không có sao đâu, con ở đây vài hôm rồi con cũng về à. Mày á, tổ chức bài bạc, tội rành rành như vậy mà mày còn ngoan cố hả? Cái chuyện của con á, con không nói cho ba biết được. Nhưng mà ba yên tâm đi, con chắc chắn không có ở tù được đâu. Chị Mai, chị Mai, chị đang lo cách này sẽ không ổn đúng không? Nhưng thôi kệ, thử xem sao. Không, chị đang lo chuyện khác. Chị đang lo chuyện xếp Dũng đi gặp ông cục trưởng Thạch hả? Sau lưng ông Thạch còn rất nhiều ông khác nữa, toàn là cán bộ lớn không. Quyền lực của họ thì cực kỳ cao. Đối đầu với tội phạm chị không sợ. Cái chị sợ là quyền lực mình không đủ để tiếp tục cuộc điều tra này. Nhưng mà chị hy vọng chính nghĩa sẽ chiến thắng. Anh Thạch, anh mời tôi ra đây chắc là có chuyện gì cần nói. Anh nói đi, tôi lắng nghe đây. Không cần căng thẳng như vậy đâu. Tôi muốn tâm sự chân tình với anh một số chuyện thôi. Được rồi, anh nói đi, tôi nghe đây. Anh còn nhớ cách đây 6 năm, khi tình hình Biển Đông lúc đó rất là nhiều biến động. Lúc đó ở bên ngoài chúng ta phải đối phó với nạn xâm lấn biển, còn bên trong thì có một cuộc chiến khác nổ ra ác liệt không kém, thậm chí căng thẳng hơn rất là nhiều. Đó là cuộc chiến an ninh mạng. Hàng ngày hàng giờ, cục an ninh mạng của tôi phải đối phó, phải gồng mình trước cả triệu cuộc tấn công mạng của kẻ thù lúc đó. Chúng tấn công mọi lúc mọi nơi, từ hệ thống quốc phòng cho đến ngân hàng nhà nước, từ các cơ quan hành chính quốc gia, các bộ ngành thuộc chính phủ đến các doanh nghiệp nhà nước, các trung tâm nghiên cứu đầu ngành đều bị tin tặc quốc tế tấn công. Thậm chí hai sân bay lớn nhất của cả nước lúc đó
là Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng mất kiểm soát vài giờ. Thảm họa tầm cỡ quốc gia hiện hữu ngay trước mắt. Anh hình dung được những điều mà tôi vừa kể không? Có, tôi hiểu. Toàn bộ hệ thống phòng thủ chính trị phải tập trung toàn lực để đối phó với cuộc chiến này. Nhưng chiến tranh công nghệ này nó khác hoàn toàn với những thể thức chiến tranh khác. Chỉ có công nghệ thì mới giải quyết được mà thôi. Và tôi đã gặp được Linh Lê, một nhân tài đỉnh cao của ngành công nghệ. Cô ấy đã chấp nhận tham gia cùng cục an ninh mạng của tôi để giải quyết tất cả các cuộc tấn công mạng của kẻ thù lúc đó. Ngay cả chính đồng chí bộ trưởng cũng phải công nhận điều đó. Và đồng chí bộ trưởng cũng đã quyết định thu nạp Linh Lê vào đội ngũ an ninh mẫu quốc gia và giao cho tôi nhiệm vụ để làm việc phối hợp cùng với cô ấy để thực hiện một chiến lược tối quan trọng là thành lập hệ thống phòng thủ an ninh mạng quốc gia. Anh hình dung được những gì tôi vừa nói chứ? Tôi hiểu. Anh có biết lương của một chuyên viên công nghệ cao một năm là bao nhiêu không? Trên 30.000 đô la một năm. Các công ty liên doanh ở bên ngoài sẵn sàng trả cho họ gấp nhiều lần hơn cái số đó. Chúng ta không thể nào mà kêu gọi họ cống hiến một cách suông mà không có một cái chế độ đãi ngộ tương xứng. Với số tiền đó thì ngân sách không thể nào kham nổi. Và chúng tôi đã đề nghị thành lập công ty công nghệ BDC hoạt động nhiều lĩnh vực để tạo thu nhập giữ chân các nhân tài. Oh my god, mấy cái thứ này chính là hồ sơ tài khoản ngân hàng. Còn cái này là dữ liệu tiền game trong 24 giờ. Ok chú, đây là kho dữ liệu hồ sơ các con bạc. Oh my god, nhìn con số nó mới khủng nè. 44.954.306 tài khoản game. Holy shit, nửa dân số Việt Nam này chơi game hả? Tao nghĩ chắc không phải vậy đâu. Có thể là một người á chơi nhiều tài khoản, chứ làm gì mà chơi game nhiều đến như vậy. Ê da, còn đây nữa nè. Ôi trời 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 trời. Ok ok, chóng mặt quá. Thôi 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 thôi. Ok, nghỉ mệt không? Nhức đầu quá. Sao vậy? Trời ơi, thì như bây giờ nhìn vô mấy cái thứ này tôi mù tịch chứ làm sao. Mấy cái này là tài khoản ngân hàng, tôi đâu có làm gì mấy cái chuyện này. Tôi cũng vậy nên mới nhờ bà nè. Sao nữa, hỏi chạy bòi coi, nó chuyên về tài chính mà. Ờ hét. Ê sao tự nhiên nay khô cục thế vậy? Ê đúng rồi đó mày, tao có một bạn chạy bòi. Chị bòi nào? Cái thằng này á, ngày trước á là nó chuyên hack các tài khoản ngân hàng của người khác để nó kiếm tiền sống. Nhưng mà sau này thì nó bị bắt ở tù 2 năm. Rồi nó hoàn lương rồi, nó qua bên Thái nó sống rồi. Nó làm chuyên viên tư vấn cho mấy cái công ty tài chính ngân hàng gì đó. Bây giờ làm ăn được lắm á. Ở bển tụi nó trọng dụng lắm, cho nên tao nghĩ vì vậy mà nó bỏ cái hacker mũ đen á, để nó làm ăn đàng hoàng lương cũng cao. Ừ. Ok, bây giờ hai người hỏi nó thử coi nha. Ok. Đợi xíu. Ui, man. Ê, mày bắt tụi tao làm thấy mồ tổ luôn mà mày nằm chơi xơi nước hả mày? Hả? Trời ơi, tôi đang tính cái vụ Joker đang ở đâu. Chắc chắn là bà không để tôi yên đâu. Tao thấy dĩ nhiên rồi đó. Một người coi mình là đỉnh của chớp mà, nghĩ sao bị mày khịa khét như vậy mà ngồi yên được. Và hoạt động thí điểm game bài 99 Club cũng nằm trong những hoạt động đó. Và đó cũng là quyết sách của Tổng cục. Bên anh Linh cũng quán triệt và ủng hộ quyết sách đó. Mà đâu phải chỉ có một mình tướng Linh là điều hành đâu. Ngoài ra dự án game bài này còn có 3 nhà mạng điện thoại lớn nhất hiện nay cùng với bộ 4T tham gia. Tôi nói hết những ý này anh hiểu chứ anh Dũng? Không phải anh đang điều tra một sòng bài bình thường đâu, mà là anh đang động đến một chiến lược quốc gia, động đến hàng tướng lĩnh cao cấp nhất, một sự chống đối diễn vong. Cho tôi nói thẳng, một ý định lấy trứng chọi với đá. Anh cũng biết
Tướng Linh bây giờ đang giữ trọng trách gì rồi? Tiền đồ và tương lai của ông ấy còn tiếng xa lắm. Anh động đến sòng bài ảo chính là anh động đến Tướng Linh. À, tôi thấy anh là người có tài, có hoài bão muốn cống hiến. Đừng để tiền đồ tương lai của mình bị hủy hoại chỉ vì thiếu sự hiểu biết đó anh Dũng. Anh sao vậy? Anh có thể cho tôi biết ý kiến của anh chứ? Tôi đang chờ nghe anh nói hết đây. Tôi nói chắc cũng đủ ý rồi. Thôi, cũng tới giờ làm việc lại rồi. Cảm ơn anh đã hết lời chỉ bảo. Tôi xin phép. Khoan đã. Lập trường của anh là như thế nào? Anh phải cho tôi biết ý kiến của anh chứ. Chuyên án này là do bộ trưởng phê duyệt. Tôi nhất định phải làm sáng tỏ. Nếu như anh biết Linh Lê ở đâu thì khuyên cô ta ra đầu thú đi. Tôi vừa cái lệnh truy nã cô ấy đó. Chào anh. Alo, em là chị. Không ổn rồi chị à. Lâm Dũng quyết định điều tra. Ông ấy còn nói chuyên án này là do bộ trưởng phê duyệt. Em thấy không ổn chút nào hết. Alo. Tình hình chuyển biến xấu rồi em à. Nghiêm trọng đến mức nào? Bộ đã vào cuộc điều tra BDC. Lâm Dũng đã ký lệnh truy nã em đó. Cái gì? Truy nã hả? Em trốn đi. Trốn ra nước ngoài cũng được. Em đi ngay đi, may ra còn kịp. Để anh với Tướng Linh sắp xếp xong em sẽ trở về. Ván cờ này coi như chúng ta thua. Nhưng mà chỉ thua ở tập đầu thôi. Chung cuộc chúng ta sẽ thắng. Tin bọn anh đi. Em trốn đi. Sao vậy Henny? Chuyện gì truy nã? Truy nã ai? Ông Thạch nói là em đang bị truy nã. Phải trốn đi liền. Mà đúng là cái thằng vô dụng. Thế mày thấy chưa? Mày là mở miệng trách tao lầm cầm. Những cái đứa xung quanh mày ấy toàn là thứ vô dụng thôi. Đừng trông cậy vào lòng hảo tâm của chúng nó nữa. Bây giờ chúng ta phải là kẻ mạnh, phải là người chủ động trong cuộc chơi này. Tao sẽ ra Hà Nội, tao sẽ giải quyết vụ này. Sao mà Daddy gặp được ổng? Daddy có biết là hả bao nhiêu cửa không? Bảo vệ nè, vòng trong vòng ngoài, thư ký, trợ lý các kiểu, lần trước là con lo đã đời đó. Khó lắm. Thế mày nghĩ rằng giờ này tao vẫn trông mong ở mày à? Đồ ăn hại. Tín rồi. Tín rồi đâu? Dạ đại ca. Mày chuẩn bị đồ đạc đi. Tao sẽ ra Hà Nội đấy. Bây giờ là hoa đại ca. Ngày mai. Dạ. Học hành cho lắm mà. Rốt cục chúng mày chỉ là một cái lũ thừa chữ mà vô mưu. Hơn đi. Im đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Sao rồi sếp? Ông Thạch ông nói gì với sếp vậy? Đúng như dự đoán, tướng Lê Linh chính là người làm bình phong cho công ty công nghệ DBC. Chính miệng Lê Văn Thạch đã xác nhận chuyện này. Sếp làm sao mà để cho ông ta khai hết ra như vậy? Ông ấy tự nói ra. Ông ấy muốn anh biết điều này mà biết thân biết phận tự rút lui. Nhưng mà chúng ta sẽ không rút lui đúng không sếp? Đương nhiên là không rồi. Em nghĩ sao mà hỏi vậy? Em chỉ sợ đột nhiên có một ông kẻ nào đó bắt chúng ta ngừng điều tra vụ án này. Nếu mà chuyện đó xảy ra như vậy thật, em nổi điên lên mất. Điều anh lo lắng bây giờ là làm sao
để cho chúng nó không tẩu tán hết số tiền bất chính của sòng bạc. Em nói với Lĩnh, tiếp tục giúp ta đi. Thời gian bây giờ là quý hơn vàng đó. Tuân lệnh hữu trưởng. Theo như nhiều nhân chứng, từ nhỏ Lê Hồng Lĩnh đã là một thiếu niên hung hăng, thích bỏ học, chơi game, không kết bạn với ai. Khi người cha răn dạy thì bực tức bỏ nhà đi bụi, đã hai lần ra tay với người cha thân yêu của mình. Như vậy, với bản tính côn đồ đó, chắc chắn Lê Hồng Lĩnh là kẻ thủ ác trong vụ giết hại giám thị đáng kính Quỳnh Can Cường. Đứa nào mà ác quá vậy? Nó nói thằng Lĩnh á, thằng cu con của mày đó. Không, không chịu đâu. Cu của mẹ dễ thương mà. Tào lao không hả? Sao vậy ba? Đây nè, tụi nhà báo nó láo ăn tiền. Nó giết làm sao mà cái kiểu cứ như thằng Lĩnh á là tội phạm giết người, là kẻ thủ ác á. Còn nó giết về thằng cha của thằng Lĩnh á thì giống như là một hình ảnh người cha gương mẫu. Đúng là cái đồ cặn bã. Thì bây giờ người ta cũng công khai tuyên bố rồi, muốn báo chí tự chủ là phải có cơ chế đặt hàng. Bây giờ có tiền mà muốn giết cái gì cũng được. Mà con nói thiệt, nghề nghiệp đôi khi cũng không có liên quan gì tới nhân phẩm của con người đâu. Hay quá hà. Mày làm gì hôm nay mua đồ ăn dữ vậy? Đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo hả? Đổ bánh xèo. Ê, tối nay cả nhà này nhịn đói hả? Ba thiệt á, ba cứ nói con vậy hoài. Con là dạo này cái level nấu ăn của con là cũng nâng cấp dữ lắm á. Nhờ bác gái đó, bác gái chỉ con đó. Cái gì? Cái bà khùng thì chỉ mày hả? Trời ơi, khùng thì khùng, nhưng mà cái việc mà nấu ăn nấu uống phục vụ chồng con nó đã ăn vô trong máu rồi, không bao giờ mà quên được. Không, không phục vụ chồng đâu, ghét nó. Rồi, bây giờ không có phục vụ chồng mà phục vụ Lĩnh, con trai của bác nha. Phục vụ ba với con nữa. Gì? Bác nói gì? Bác nhận già này là ba hả? Bác không được dành ba với con nha. Không có được dành như vậy rất là khôn đó. Trời ơi, mất mát cái gì đâu. Thôi bây giờ nhận thêm mớ nữa thì vui nhà, vui nhà vui cửa. Tao hỏi mày nè, tao từ nhỏ tới lớn sống cô đơn cô độc con một mình à, đúng chưa? Bây giờ nhận thêm á thì nó vui. Trời ơi, nó đỡ buồn, đúng không? Ê nè, bây giờ tôi có nhiều con nhiều cháu rồi nha, đừng có mong cái chuyện thừa kế nữa nghe. Ba, ai mà đi mong cầu cái chuyện ác nhân vậy? Nói thiệt lòng với ba, sau này mà ba có ra đi, bao nhiêu tài sản ba mang đi hết đi. Ba mang đi hết qua cái thế giới bên kia đi. Con là con không có cần mấy cái đó. Ba, đi vô đổ bánh xèo con nè. Ê, giờ hai đứa mình á là chị em đi, đừng có bắt cháu gì nữa hết. Thôi, nha, thôi. Không có kêu chị em đâu, kêu chị em mà Lĩnh kêu con là gì nữa, kỳ lắm. Hai chị ơi. Hai Nhi. Chị Bôi nói gì ạ? Chị Bôi nói á là cái sòng bài mà 99 Club đó đó, nó thu tiền từ các con bạc ở khắp nơi của các chân rết, từ các tỉnh thành, các thành phố lớn, rồi nó chuyển vào 14 tài khoản chính. Trong cái 14 cái tài khoản đó thì có một tài khoản là của công an, ghê chưa? Rồi 13 cái tài khoản còn lại là thuộc vào tài khoản tư nhân. Rồi 13 cái tài khoản này nè, nó chuyển vô cái tài khoản khác nữa. Rồi từ cái tài khoản khác này nè, nó chuyển sang cho rất nhiều tài khoản khác kế tiếp nhau. Kinh chưa? Thôi dẹp đi. Cái gì đâu mà rối bồng bông nghe hát não luôn à. Cũng không hiểu hả trời? Là nó rửa tiền, hiểu chưa? Mời